Sốt vật tư Hùng Mạnh xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú, được không ạ? Thì hôm nay em sẽ làm một cái video chia sẻ cho anh chị và cô chú ở những cái vật tư nuôi ong, được không ạ? Tất cả những cái vật tư nuôi ong chuyên sâu dành để chăn nuôi con ong nội, chăn nuôi con ong ngoại, được không ạ? Và tất cả các loại thuốc thối ấu trùng nó ở các cái bệnh ở trên ong. Thì hàng như em cũng mới về rất là nhiều, để em sẽ làm một cái video chia sẻ cho mọi người nhé. Anh chị có thể thấy này, đây là một cái loại thuốc trị thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé ở bên em, có nhãn hiệu là của công ty Guangxi, đúng không ạ? Guangxi mọi người nhé. Việt Nam còn có tên gọi là công ty Uông Thị đó. Thì cái hàng này bọn em nhập về ấy, là để phục vụ cho tất cả những anh chị cô chú là chăn nuôi ong, đặc biệt là những ai mà đang gặp cái bệnh là thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé, đúng không ạ? Đây mọi người có thể thấy là ở phía dưới đây là ngày sản xuất và hạn sử dụng đây, đúng không ạ? Ở ngày sản xuất thì em có thể đọc là ngày 11 tháng 9 năm 2019, hạn sử dụng là ngày 10 tháng 3 năm 2021, đúng không ạ? Hàng chính hãng của công ty Guangxi Trung Quốc đó. Thì hàng này thì bên em nhập về được rất là nhiều anh chị và cô chú dùng đó, tại vì nó rất là hiệu quả. Một cái lọ như này thì là 150g đó, anh chị cô chú có thể là dùng để pha với nước đường loãng cho con ong nó ăn, hoặc có thể là mình trộn với phấn hoa, trộn với bột đó. Thì mình cứ cái cách dùng nó rất là đơn giản thôi đó. Mình trộn với phấn hoa, mình trộn với bột thì mình cứ lấy 10g mà mình trộn với cả là 2 cân phấn hoa, được không ạ? Thì mình cho ăn hòa với nước đường rất là đơn giản. Anh chị chỉ cần hòa với cái tỷ lệ mà nhà sản xuất người ta đưa ra này thì điều trị nó rất là ok, đúng không ạ? Và đặc biệt đối với những cái dòng thuốc này thì phải tuân thủ theo, anh chị cô chú phải tuân thủ theo cái liệu trình của nhà sản xuất thì nó mới có hiệu quả. Ví dụ như là điều trị chỉ cần mới có anh chị cô chú có điều trị chỉ cần là mới có mấy ngày thôi thì nó đã gọi như là đã có kết quả rồi, nhưng mà mọi người cắt thuốc lúc đấy thì thật sự là nó sẽ là bị lại đó, phải làm tuân thủ theo liệu trình. Cái này thì khi mà anh chị cô chú mà đặt hàng ấy thì bên em sẽ có những cái tờ giấy hướng dẫn và chia sẻ nó chuyên sâu hơn, đúng không ạ? Đây là một loại nữa mà bên em mới về hàng rất là nhiều để phục vụ cho tất cả những anh chị và cô chú đây. Hàng cái thằng này là thằng dạng nước, đúng không ạ? Thối ấu trùng nhưng mà dạng nước. Thằng này là dạng bột, thằng này là dạng nước. Thì một cái lọ như này ấy, thì nó có là 50ml, mọi người có thể thấy này, đây là 50ml. Đó, một lọ như này là 50ml. Thì cái cách dùng của nó thì anh chị cô chú có thể là dùng một lọ này pha với cả là 2 lít rưỡi nước, đúng không ạ? 2 lít rưỡi nước đường. Thì anh chị có thể cho ăn hoặc là mình phun được khoảng 100 cầu. Đó. Cái liệu trình của cái thằng này ấy là cứ 3 đến 5 ngày là anh chị phun một lần đó. Mà nhắc lại 3 đến 5 ngày là nhắc lại một lần, phun nhắc lại một lần. Mà liệu trình của nó là từ 3 đến 5 lần trong vòng 15 ngày, đúng không ạ? Đó. Trong vòng từ 12 đến 15 ngày thì anh chị làm theo cái liệu trình đó thì rất là ok. Cái bệnh thối ấu trùng ở trên ong thì chắc chắn là sẽ khỏi đó. Thì đặc biệt là cái mùa này, tại sao cái mùa này nó bị nhiều như thế? Lý do ấy là vì ấy, mùa này là cái mùa mà ở bên ngoài tự nhiên ấy, nó không có nguồn mật thì nó cũng ít, đúng không ạ? Một số nơi thì hầu như là không có, nên là cái việc con ong nó thiếu rất là nhiều chất đó, nó thiếu rất là nhiều những cái để mà một cái đàn ong nó phát triển, ví dụ như là mật, ví dụ như là phấn. Thì đàn ong nó yếu, đúng không ạ? Nó yếu, khi mà đàn ong nó yếu thì nó sẽ sinh ra bệnh thôi, sâu bánh tổ nào là tất cả các loại thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé, cũng có thể là thối ấu trùng vôi đó. Thì mình phải là phòng, thứ nhất là phòng, và thứ hai là khi mà đã mắc rồi ấy, phải có kế hoạch điều trị thật là sớm thì nó mới vực được lại cái đàn ong đó. Thằng này thì là cái thằng mà khi mà anh chị cô chú dùng thì cho cái kết quả là trị được thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé, mà trong khi đấy nó còn là rất là ít khi gặp cái bệnh mà nó dọn rất là sạch, con ong nó khỏe thì nó dọn rất là sạch, thì rất là ít khi gặp cái bệnh là sâu bánh tổ đó. Cái thằng này rất là hay luôn, của chính hãng công ty Guangxi mọi người nhé. Đó, thì bên em là rất là nhiều các cái loại thuốc này, là
Chí lá, chí nước này. Chị chí lá thì chị chí rùa 33, chí nước thì chị chí mò. Còn hai cái thằng này thì chị thua chủng tuổi lớn tuổi bé. Còn bên em cũng có mấy loại chị thua chủng vôi nữa. Nên là nếu mà anh chị cô chú mà đang gặp bệnh, đang mắc bệnh nữa, được không ạ? Đang ong, đàn ong nhà mình đang đang bị bệnh thì có thể là alo cái số điện thoại em để phía dưới cái phần tiêu đề này. Thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn chuyên sâu hơn cho mọi người và cho mọi người cái liệu trình để điều trị cái bệnh ở trên đàn gặp ở trên đàn ong nhà mình nhanh nhất, được không ạ? Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.